Để khai thác hiệu quả tiềm năng điện năng lượng mặt trời, thành phố Đà Nẵng ưu tiên khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời mái nhà tại các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, mái nhà xưởng có cơ chế phát điện năng lượng mặt trời trong giai đoạn 2020-2025 đạt 80-90% trên tổng số các trụ sở công tại địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà xưởng. Công suất lắp đặt trong giai đoạn 2020-2025 đạt 22 mW, đến năm 2030 đạt 44 mW. 50% diện tích mái hiên có diện tích từ 5.000 m2 trở lên lắp đặt điện mặt trời.